Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái bột kích bình Michelin của hãng Michelin của châu Âu nha. Nhưng mà cái này là sản xuất tại Trung Quốc ha. Cái bồ này, kích bình này thì bên ngoài nè các bạn có thể nhìn thấy ha. Đó, nó là pin phải sạc dự phòng luôn các bạn ạ. Đây, bây giờ tôi xe mình đã hết bình rồi. Thì hiện tại đang nhá hai da, các bạn có thể nhìn thấy đèn hai da kìa, đó. Thấy chưa? À, nhá hai da nguyên cả buổi nên nó hết mất tiêu cái bình rồi, do xe là mình chạy lâu, khá là lâu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kích bình nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ khui bên trong coi có cái gì cái đã. Rồi bên trong thì nó có cái một hộp, cái hộp Michelin này các bạn có thể nhìn thấy ha. Đây, hộp Michelin. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ khui ra cái này, nó có một sách rất là đẹp ha. À, các bạn có thể nhìn thấy ha. Rồi khui ra bên trong nè. Đây, cái hộp Michelin này thì ở bên trong nó có một cái cục sạc ha. Cái cổng sạc này là cổng sạc C và cổng sạc thường nha các bạn nha. Cái này dùng để chúng ta sạc điện thoại ha. Rồi đây là cái kềm, cái kềm chúng ta để cho chúng ta kích bình xe nha. Hôm nay là xe hết bình rồi, chúng ta sẽ kích ha. Đây là đồng hồ hiển thị nha các bạn nha. Rồi tiếp tục, đây là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành thôi, rất là đơn giản ha. Đó. Rồi đây, thành phần của chúng ta đó, thành phần chính là cái bộ kích bình Michelin các bạn ha. Đây, cái này là nút nguồn ha, các bạn nhìn đây là các bạn có thể nhìn thấy đây được bao nhiêu phần trăm. Các bạn lưu ý khi mà kích bình thì là độ nguồn của nó phải trên 50% thì các bạn mới kích được cái bình nha. Xe hôm nay, xe này là nó sẽ kích bình từ 3,5 tấn đổ lại thôi, còn trên 3,5 tấn nó sẽ không kích được nha. Rồi đây logo ha, đây thì có cọc sạc vào thôi đó, DC output đó, tức là khoảng 5V đó các bạn nha. Rồi đây là cái cục cổng sạc này, cổng sạc nhanh của iPhone, của gì Samsung Note đồ này nè các bạn nè. Đó, đây là sách, đây là hướng dẫn ha, thông số kỹ thuật. Rồi tiếp tục phía trên của nó có một cái đèn pin ha. Rồi đây các bạn có thể nhìn thấy hai cổng là output 1, output 2. Output 1 là sạc nhanh, output 2 là sạc chậm các bạn nha. Rồi đây là cái bộ kích bình. Đó, các bạn chỉ cần gỡ này ra thôi. Kích nha các bạn nha. Rồi, các bạn nhìn thấy nè, đây đơn giản nè ha. Các bạn lưu ý khi rồi xài cái này các bạn đừng có để hai cái này chạm với nhau, nó sẽ nổ quá nha. Rồi, cái này nó có cái vuông nè, các bạn này nhìn thấy nè, cái vuông nè, cái tròn nè, cắm vào rất đơn giản ha. Khi các bạn cắm vào này các bạn có thể thấy được cái đồng hồ nó chạy nè. Đây. Nó hơi chói. Nó hơi chói, để mình ra trước nha. Bây giờ mình nhổ ra ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên trước nha các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ đi luôn các bạn. Rồi các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây bây giờ xe của chúng ta là không còn bình nữa. Thì bây giờ chúng ta phải, tắt hai da đây các bạn ơi. Rồi các bạn phải tắt hết tất cả thiết bị nha. Mở nguồn lên. Đừng có quay mặt không. Giờ chúng ta dỡ cốp lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái bộ kích bình và bình thôi ha. Đây bình đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là màu đỏ và màu đen thôi, nó khá đơn giản thôi ha. Đây màu đỏ và màu đen thôi. Các bạn chỉ dần dỡ này lên. Lưu ý nha, các bạn sẽ phải bấm cái này vô trước nha. Các bạn bấm vô sau là nó nổ á. Rồi các bạn có thể nhìn thấy ha. Đây, lưu ý phải gắn cọc đỏ vào trước nha các bạn nha. Rồi tiếp tục là các bạn sẽ gắn cái cọc đen. Rồi gắn vào trước, các bạn mới gắn vào cái cục kích nha các bạn nha. Đây, đây cái cục kích này thì nó sẽ có là một cọc vuông và cọc tròn nha. Cọc vuông các bạn nè, đó, khá đơn giản. Và các bạn vô nè, các bạn sẽ nhìn thấy nè, đây là hiện tại đang 11V nè, mà bình này thực tế là 12V, nhưng mà khi máy chạy nó là 14V mấy nè các bạn nha. Chắc mờ quá các bạn không thấy ha. Bây giờ tôi cắm vô. Rồi, chúng ta sẽ đã kết nối được cái bộ kích bình này ha.
Rồi, giờ mình sẽ để vị trí nào cho nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đề máy thôi, bình thường thôi. Bây giờ khi mà bật chìa khóa lên thì các bạn lưu ý là chúng ta phải bật lên và chúng ta tắt hết tất cả các thiết bị điện trong xe. Chỉ lưu ý chỉ có đề thôi nha các bạn nha. Các bạn mà bật máy lạnh này trời này nọ chạy là sẽ không bao giờ kích được bình ha. Lưu ý. Rồi, chúng ta sẽ quay lại. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy bây giờ tôi sẽ bật điện lên nè. Đó. Bây giờ loa lúng rồi quá trời luôn, các bạn tắt hết giùm mình nha. Tắt hết luôn, tắt hết cái gì. Và bây giờ chúng ta đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần bật máy và đề thôi ha. Rồi, máy đã nổ các bạn ạ. À, sau khi máy nổ thì các bạn muốn khởi động gì các bạn khởi động ha. Đó. Rồi, tôi vừa kích bình xong cho các bạn về cái bộ phận Michelin của châu Âu các bạn. À, mà cái này sản xuất tại nhà máy Trung Quốc nha các bạn nha. Rồi, trước khi làm ra các bạn nhớ là rút cái cọc đỏ ra trước nha, không được rút cọc đen. Cọc đen là các bạn chạm bất kỳ chỗ nào trên xe này nó cũng là cọc đen hết đó nha. Rồi. Rồi.